Nhan sắc của mỹ nhân này lạ lắm, lúc được khen đẹp đến phong thần, lúc lại bị chê xấu đến cay mắt. Theo Sohu, Trương Tịnh Nghi là mỹ nhân lứa 9X đang gây chú ý trên màn ảnh Hoa ngữ. Cô là học trò của Châu Tấn và Trần Khôn, được gọi với biệt danh công chúa Đông Thân Vị Lai. Đông Thân Vị Lai là công ty của Châu Tấn, Trần Khôn và Thư Kỳ thành lập. Nữ diễn viên thường được khen ngợi có khí chất nghệ thuật, tựa nàng thơ mới của màn ảnh, nhưng không phải ai cũng hợp mắt với nhan sắc của Trương Tịnh Nghi. Mới đây, Trương Tịnh Nghi được khen ngợi với loạt ảnh hậu trường trong phim Mộng Hoa Đình, có tựa cũ là Hiệt La, do cô đóng chính. Khán giả đánh giá cao tạo hình cổ trang đơn giản, nhưng trang nhã, rất có cảm giác cổ đại của Trương Tịnh Nghi, có thể nói, đây là tạo hình đẹp nhất trong sự nghiệp của sao trẻ. Có nhiều khán giả khen ngợi nhan sắc của nữ diễn viên sinh năm 1999 có nét đẹp độc đáo riêng, không đại trà như nhiều ngôi sao cùng thế hệ, đồng thời đậm nét diễn viên, phản phất khí chất cổ điển của các mỹ nhân Hồng Kông thập kỷ 80. Trương Tịnh Nghi được khen có nét đẹp thông minh trang nhã giống như nữ thần thanh xuân, học sinh gương mẫu tại trường. Tuy nhiên, nhiều khán giả xem phim lại chê Trương Tịnh Nghi chỉ đẹp trong loạt cảnh tỉnh. Khi xem phim, nhiều người chê khẩu hình miệng của cô gây khó chịu, thậm chí xấu đến cay mắt. Khả năng đọc thoại của Trương Tịnh Nghi cũng kém, ngắt nghĩ không đúng, dùng lực nhiều như đang chửi người khác. Đây là điểm yếu mà Trương Tịnh Nghi cần khắc phục. Điển hình là khi tham gia Tiếp Hoa Chỉ, Trương Tịnh Nghi nhận về nhiều chỉ trích vì kém về tạo hình lẫn diễn xuất. Không ít netizen chê bai khuôn miệng của Trương Tịnh Nghi lên hình không đẹp, nhất là ở tạo hình cổ trang. Có ý kiến cho rằng cô vốn có ngoại hình thô kệch, mặc váy áo cổ đại càng khiến dáng bị dìm hàng. Trường hợp của Trương Tịnh Nghi trong Tích Hoa chỉ khá giống với Nhậm Mẫn thời gian qua trong Ngọc Cốt Giao. Trương Tịnh Nghi đang có những thành tích tốt ở cả mảng điện ảnh và truyền hình. Trong khi đó, nhiều ngôi sao thuộc lứa tiểu hoa đáng sinh sau năm 1995 lại rơi vào tình trạng thành tích kém trong một mảng. Ví dụ như Ngô Thư Hân hay Triệu Lộ Tư chưa có thành tích bên điện ảnh, hay Chương Nhược Nam lại không có tác phẩm truyền hình nào ghi dấu ấn. Trong năm 2024, Trương Tịnh Nghi đã gạt bỏ mọi định kiến của công chúng, cho rằng cô không hợp với phim cổ trang. Nhờ thành tích tốt bất ngờ của dự án Tích Hoa Chỉ, nữ diễn viên cũng tham gia vào nhiều phim điện ảnh lớn nhờ có sự giúp sức ông bà chủ là Trần Khôn và Châu Tấn. Mộng Hoa Đình được chuyển thể từ Hiệt La của tác giả Tiêu Như Sắc. Đây cũng là phần tiền truyện của Hộc Châu Phu Nhân do Dương Mịch và Trần Vĩ Đình đóng chính. Trong phim, Trương Tịnh Nghi vào vai nàng công chúa Mù Đề Lan, rất thông minh và khao khát tự do, sống trong vương thất của nước Chúa Liễn. Một đêm nọ, trong cung bất ngờ nổ biến, cuộc sống êm đềm của Đề Lan cũng đột nhiên thay đổi. Đồng thời, nàng cũng đánh thức năng lực tiên tri của mình. Trần Triết Viễn vào vai Thang Càn Tự, một tướng quân trẻ tuổi, mang trong mình nhiệm vụ bí mật. Thang Càn Tự tới lãnh thổ Chúa Liễn và vô tình ký kết hôn ước với công chúa Đề Lan. Nhờ đó mối liên kết sâu sắc giữa cả hai được hình thành. Họ nhận định người kia chính là mảnh ghép tâm hồn của mình. Ngoài Trương Tịnh Nghi và Trần Triết Viễn, Mộng Hoa Đình còn có sự tham gia của dàn diễn viên trẻ đẹp bao gồm Lương Vĩnh Kỳ, Lộc Kỳ, Trần Trừng và Hạc Thu. Top 4 bộ phim cổ trang Hoa ngữ đặc sắc nhất năm 2024, phim của Triệu Lệ Dĩnh thành tích khủng. Phim cổ trang ngôn tình của Trung Quốc luôn là dòng phim thế mạnh, được yêu thích nhất của nền điện ảnh Hoa ngữ. Kịch bản hay, diễn viên tiềm năng, kỹ xảo và tạo hình nhân vật đẹp mắt chính là điều thu hút khán giả của dòng phim này. Trong năm 2024, nhiều bộ phim cổ trang đã được nền giải trí Hoa ngữ trình làng, song chỉ có 4 cái tên dưới đây là gây ấn tượng mạnh mẽ về cả chất lượng lẫn thành tích trong nước. 1. Dữ Phượng Hành, Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân. Dữ Phượng Hành với sự góp mặt của Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân đã không chỉ làm mưa làm gió tại quê nhà Trung Quốc, mà còn nổi đình đám khắp các nền tảng mạng xã hội Việt Nam khi được phát sóng song song tại thị trường Việt Nam. Theo kết quả khảo sát của Sociotrend Ranking, bộ phim do Triệu Lệ Dĩnh đóng chính luôn giữ vững vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng phim có độ thảo luận cao nhất mạng xã hội Việt Nam từ tháng 3, sau đó vẫn liên tục trụ hạng trong top 10. Điều này cho thấy Dữ Phượng Hành của Triệu Lệ Dĩnh là một bộ phim được đảm bảo về chất lượng và thành tích. Với hàng loạt kỷ lục được thiết lập trong thời gian phát sóng, Dữ Phượng Hành càng củng cố vững chắc hơn vị thế của Triệu Lệ Dĩnh trong hàng ngũ các nữ diễn viên hàng đầu Hoa ngữ. Phim được đánh giá cao nhờ cốt truyện có chiều sâu, diễn xuất giàu cảm xúc và kỹ xảo cực kỳ ấn tượng. Dữ Phượng Hành được chuyển thể từ tiểu thuyết Bổn Vương Ở Đây của tác giả Cửu Lộ Phi Hương. Phim tập trung vào mối quan hệ giữa Bích Thương Vương Thẩm Ly của Linh Giới và Hành Chỉ Thần Quân, vị thần thượng cổ cuối cùng còn tồn tại. Để duy trì sự hòa hảo giữa Linh Giới và Tiên Giới, Thần Quân đã chỉ định hôn sự cho Thẩm Ly và một người cháu của Đế Quân. Thẩm Ly vì không muốn hôn sự của mình bị người khác định đoạt, nên đã tìm cách bỏ trốn khỏi Linh Giới. Nàng bị đánh trọng thương, rơi xuống trần gian và được người phàm tên Hành Vân cưu mang. Hành Vân và Thẩm Ly dần nảy sinh tình cảm,
sống với nhau như một đôi phu thê bình thường. Sau khi bị bắt trở về, Thẩm Ly phát hiện ra thân thế thực sự của Hành Vân. Anh thực chất là Hành Chỉ Thần Quân cao quý. Từ đây, họ dây dưa với nhau trong mối tình lãng mạn đầy dây dứt giữa những ràng buộc của trách nhiệm, nghĩa vụ và thù hận. 2. Mặc Vũ Vân Giang, Ngô Cẩn Ngôn và Vương Tinh Việt. Được chuyển thể từ tiểu thuyết Đích Cả Thiên Kim của tác giả Thiên Sơn Trà Khách, dưới bàn tay của biên kịch Vàng Vu Chính, từ một tác phẩm không được nhiều người kỳ vọng, Mặc Vũ Vân Giang leo tháp ngoạn mục trên các bảng xếp hạng, trở thành ngựa ô của màn ảnh nhỏ trong mùa hè năm 2024. Đây cũng là tác phẩm giúp Ngô Cẩn Ngôn một lần nữa leo lên đỉnh cao danh vọng sau hơn 2 năm không đóng phim mới. Bộ phim Mặc Vũ Vân Giang của biên kịch Vàng Vu Chính khiến người xem bất ngờ vì thẩm mỹ rất đẹp. Quay diễn viên nữ hay nam cũng rất nịnh mắt với những khung cảnh nghệ thuật và màu phim tự nhiên, sắc nét, không còn một mình một kiểu như các phim trước đây. Mặc Vũ Vân Giang có tiết tấu nhanh, cuốn hút, nhiều cao trào ngay trong giai đoạn đầu. Ngô Cẩn Ngôn được khen ngợi có sự tiến bộ hơn so với Diên Hy Công Lược. Trong khi đó, các diễn viên khác cũng được đánh giá diễn xuất tròn vai. 3. Vĩnh Dạ Tinh Hà, Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề. Không nhận được nhiều sự quan tâm ở thời điểm mới lên sóng, Vĩnh Dạ Tinh Hà ngay sau đó gây bất ngờ khi vụt sáng với thành tích cực khủng. Bộ phim với sự tham gia của Ngô Thư Hân và Đinh Vũ Hề trong vai chính không chỉ thu hút khán giả bởi tình tiết hấp dẫn, mà còn khắc họa sâu sắc những tầng lớp cảm xúc và nội tâm phức tạp của các nhân vật. Đặc biệt, nam nữ chính để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng tác giả nguyên tác Bạch Vũ Trích Điêu Cung, khắc họa xuất sắc hình tượng Hắc Liên Hoa. Vĩnh Dạ Tinh Hà không chỉ đơn thuần là một bộ phim cổ trang, mà còn là một bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Ngô Thư Hân. Vai diễn của cô đã giúp cô thoát khỏi hình ảnh một thần tượng mạng để trở thành một diễn viên thực thụ, được công chúng công nhận và yêu mến. Với đề tài xuyên sách, pha trộn giữa yếu tố cổ trang kỳ ảo và hiện đại, Vĩnh Dạ Tinh Hà thành công thu hút người xem ngay từ những tập đầu tiên. Phim ghi nhận số điểm đu ban ấn tượng là 7.6 và lượng xem trung bình gần 40 triệu view một tập, con số ấn tượng so với bộ phim lên sóng cùng thời điểm là Rèm Ngọc Châu Sa. 4. Tích Hoa Chỉ, Trương Tịnh Nghi và Hồ Nhất Thiên. Khi năm 2024 dần trôi qua, Tích Hoa Chỉ vẫn được nhắc tới khi là một trong những bộ phim đáng xem nhất màn ảnh Hoa ngữ trong năm vừa qua. Tác phẩm này từng vấp phải những ý kiến trái chiều, cả Trương Tịnh Nghi lẫn Hồ Nhất Thiên đều bị mỉa mai năng lực trên mạng xã hội. Thế nhưng theo dõi phim, khán giả mới thấy màn thể hiện của cặp đôi chính không hề tệ như những gì chúng ta có thể lầm tưởng khi đọc những bình luận tiêu cực. Quan trọng hơn, đây thực sự là một tác phẩm có nội dung thú vị với dàn nhân vật được xây dựng tốt. Rõ ràng, chẳng phải tự dưng mà Tích Hoa Chỉ vốn bị dự đoán sẽ flop, nhưng cuối cùng lại có cú lội ngược dòng ấn tượng. Tích Hoa Chỉ thuộc thể loại cổ trang, nội dung được chuyển thể dựa trên tiểu thuyết cùng tên của tác giả Không Lưu, cây bút có độ nổi tiếng tương đối cao. Mở đầu câu chuyện, Tích Hoa Chỉ cho khán giả thấy nữ chính Hoa Chỉ là cô con gái được sinh ra trong gia đình quyền quý, gia quyến có lượng nữ giới đông áp đảo. Mọi người quay quần bên nhau có thể ngồi kín cả sân vườn, tương đối giống với nhà họ Giả trong Hồng Lâu Mộng. Bối cảnh chính của cốt truyện chủ yếu xoay quanh gia đình nhà họ Hoa bất ngờ gặp biến cố, rồi rơi vào cảnh khốn đốn. Từ đó, những người phụ nữ của nhà họ Hoa bắt đầu phải tự tìm cách mưu sinh. Vì vậy, tuyến chính câu chuyện không chỉ chủ yếu xoay quanh một mình Hoa Chỉ, mà còn khắc họa nên bức tranh sống động về tập thể nữ giới. Video đến đây là hết. Hãy cho chúng tôi biết ý kiến của bạn về vấn đề trên bên dưới phần bình luận. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của kênh Chuyến Tàu Bát Quái. Nếu thấy hay và hấp dẫn, các bạn hãy bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất nhé.